Sau đây là một số lỗi sai mà có lẽ ai cũng từng gặp trong hành trình tự học và luyện thi IELTS. Thứ nhất, tin rằng nếu chúng ta có thể dùng được càng nhiều từ lạ, cao cấp thì điểm của chúng ta sẽ càng cao. Thứ hai, nếu trong bài luận của chúng ta có những từ vựng xịn sò, level C1, C2 thì bài của chúng ta sẽ trở nên học thuật hơn, academic hơn. Thứ ba, nên xem những bài mẫu Band 8.0, Band 9.0, lọc ra từ vựng rồi bắt chước viết theo thì mang điểm của chúng ta sẽ tăng. Gần đây trên một community của NV IELTS Class có viết một bài giải thích về tiếng Anh IELTS, tiếng Anh academic là gì vậy, mà tại sao có rất nhiều giáo viên, thậm chí những giáo viên ban điểm rất cao, khuyên rằng chúng ta không nên dùng những từ normal mà nên chuyển hết sang academic. Ví dụ, chúng ta không nên dùng từ buy mà nên dùng chữ purchase. Chúng ta nên thay thế từ way bằng chữ approach và nên dùng circumstance thay vì situation. Liệu đây có phải là một lời khuyên đúng đắn hay không? Envy đã giải thích đây không phải là một lời khuyên đúng đắn mà thậm chí còn sai. Bởi vì một đoạn văn, một bài viết hoặc một bài nói học thuật không có nghĩa là 90% nội dung của bài đó phải sử dụng từ level cao, từ lạ hay cấu trúc phức tạp. Vì thế, nếu khuyên mọi người cố gắng dùng được càng nhiều từ cao cấp càng tốt là một lời khuyên hoàn toàn sai trái. Bởi vì nếu như các bạn không thật sự hiểu rõ, các bạn sẽ gặp một lỗi rất nghiêm trọng, đó là cố gắng dùng rất nhiều từ khó để gây ấn tượng với lại giám khảo. Nhưng ngữ pháp cơ bản lại sai, diễn đạt ý lủng củng và khó hiểu. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến một ban điểm speaking và writing thấp. Vì thế, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đào sâu để có thể hiểu tương tận rõ ràng về ngôn ngữ được sử dụng trong kỳ thi IELTS speaking và writing. Kết quả đạt được đó là chúng ta sẽ biết nói, viết như thế nào, vừa đơn giản vừa đạt được điểm cao. Ok, let's go. Ở trong kỳ thi IELTS writing và speaking, người ta yêu cầu chúng ta là academic language, đúng không? Nó là cái language mà student cần để có thể học những cái môn học ở trong trường. Ví dụ như là ở trong tiếng Anh, mình học toán bằng tiếng Anh thì ví dụ như các bạn cần phải biết matrix là gì. Trong toán cao cấp của bạn đó là ma trận. Research studies là nghiên cứu khoa học. Rồi findings, kết quả của nghiên cứu khoa học. Research design là cách thiết kế các bạn nghiên cứu một bài khoa học như thế nào. Calculus là lặp lại rất là nhiều, đúng không? Mình nói là academic language, có nghĩa là những cái ngôn ngữ vocab mà các bạn cần thiết để các bạn có thể học, hiểu được những môn chuyên ngành, những môn học được dạy ở trong trường. Vậy thì các bạn thấy người ta định nghĩa, người ta có nói là academic language là fancy language, là fancy vocabulary, là complex grammar. No, người ta không hề định nghĩa như thế này. Hoặc là trong tiếng Việt mấy bạn sẽ gọi nó là ngôn ngữ sang chảnh, ngôn ngữ xịn sò. Các bạn đang cảm thấy sợ hãi và các bạn cảm thấy là IELTS là một cái gì đó nó thần thánh và nó quá xa vời. Các bạn không thể đạt được, không thể tự học được. Tiếp nữa, chúng ta sẽ nói về formal. Formal language ở đây nó có nghĩa là các bạn không dùng những cái từ như slang. Too informal. Mình lấy ví dụ nhé. Dude, bro, shit, blah blah. Không được dùng slang và những cái từ informal trong trường hợp là nó không phù hợp về hoàn cảnh ấy. Hoàn cảnh ở đây có nghĩa là cái tình huống mà bạn đang giao tiếp là ai. Ví dụ như là trong kỳ thi IELTS speaking, tình huống của bạn đang giao tiếp là giám khảo. Vậy thì giám khảo là người lạ. Giám khảo là một người lạ là thứ nhất. Cái thứ hai, tình huống là bạn đang đi thi, nó là một cái interview. Vậy thì các bạn không được dùng những từ như là dude, bro, hoặc là shitty things, blah blah. Thì các bạn không được dùng những từ đó, bởi vì nó không phù hợp ở hoàn cảnh. Thì lúc này điểm của các bạn nó sẽ bị giảm. Không phải ngôn ngữ của các bạn kém, mà là bởi vì các bạn không có khả năng phân biệt hoàn cảnh nào thì các bạn dùng ngôn ngữ gì. Một người giỏi ngôn ngữ là một người có khả năng phân biệt được khi nào tôi dùng từ gì. Ví dụ như là mình đang giảng bài cho các bạn, mình đang dạy cho các bạn về IELTS, là một người học và là một người dạy. Nếu như mình gọi các bạn là mày và mình xưng tao, thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là informal, nó không phù hợp ở trong hoàn cảnh. Vậy thì các bạn phải hiểu đơn giản là kỳ thi IELTS có phải là những kỳ thi được chẹt ngay đầu vào trường đại học để cho các bạn chuẩn bị cho một cái môi trường học thuật. Có nghĩa là các bạn đi học, các bạn gặp ai? Các bạn gặp bạn bè, các bạn gặp thầy cô là những người lạ. Khi giao tiếp với lại giáo sư thì các bạn nói chuyện như nào? Hey, các bạn không thể hey giáo sư được. Các bạn phải tiến đến gần các bạn. Professor, teacher, I have a question. Can I ask you something? Các bạn phải như thế. Các bạn không thể là oh yeah, yeah bro, các bạn vỗ vai professor. Nên như vậy là không được. Cái thứ hai là logical. Logical này nó được yêu cầu ở trong cả IELTS speaking và writing. Ở từ band 7.0 trở lên thì các bạn mới được yêu cầu là tất cả những gì bạn nói và tất cả những gì bạn viết nó phải logic. Có logic là sao? Có logic là trong cái lập luận của bạn, là trong cái lời nói và cái câu văn viết của bạn đó, nó phải có causal link. Có nghĩa là nó phải có những cái mối quan hệ, nguyên nhân và kết quả. Để làm gì? Để các bạn có thể support cho cái opinion của bạn. Ví dụ như trong speaking ấy, có phải là điểm của các bạn sẽ cao hơn khi mà bạn được hỏi là bạn có thích đi du lịch không? Nếu các bạn trả lời là có, tôi thích đi du lịch, dừng. Thì rõ ràng điểm các bạn nó sẽ không được cao, mặc dù khả năng ngôn ngữ của bạn tốt. Là bởi vì thứ nhất, bạn không nói nhiều thì làm sao giám khảo có cái gì để các giám khảo có thể cho điểm bạn.
Thứ hai, cái câu trả lời của bạn ấy nó quá ngắn, các bạn không đưa thêm thông tin để thuyết phục hoặc là để giải thích là tại sao bạn lại thích đi du lịch. Thì lúc này cái câu trả lời của bạn là underdeveloped, là chưa phát triển. IELTS là kỳ thi ngôn ngữ chứ không phải là kỳ thi về lập luận logic. Nhưng tại sao lại có yếu tố lập luận logic ở đây? Là bởi vì một người có khả năng ngôn ngữ tốt và càng ngày càng phát triển lên thì người đó được yêu cầu là cần phải có khả năng lập luận tốt. Cho nên là ở band 7 trở lên người ta mới bắt đầu yêu cầu bạn về những cái tiêu chí này. Ok, mình sẽ quay lại để nói rõ hơn về chữ academic này nghĩa là gì. Academic này á, nếu bạn nào học trường quốc tế và đã tốt nghiệp rồi nha, và cái bằng học của bạn là Bachelor of Science, giống như mình là bằng cử nhân khoa học ấy, hoặc là bằng Master of Science là thạc sĩ khoa học ấy, thì cái chương trình học của bạn ấy nó sẽ thiên về hypothesis, testing, sẽ test những cái giả thuyết bằng cái chuyện là các bạn làm research và các bạn challenge những cái, challenge là bạn thử thách những cái kiến thức hiện tại ở trong thế giới hiện tại. Khi các bạn viết bất cứ một cái bài paper hoặc là một bài research nào đó, các bạn sẽ quen với cái chuyện là các bạn phải đưa một cái scope, cái phạm vi mà các bạn viết và các bạn nghiên cứu cái bài này nó là gì. Cái scope này rất là quan trọng trong academic language, và mình sẽ chỉ ra cái scope này nó làm giảm điểm của chúng ta như thế nào, đặc biệt ở trong bài IELTS Writing Task 2. Đây là một cái piece of academic work của mình yêu cầu để mình tốt nghiệp. Khi kết thúc chương trình học đại học thì mình muốn thật sự biết là một cái nghiên cứu khoa học nó sẽ như thế nào. Và rất là may mắn là giáo sư của mình cũng đã giới thiệu và chỉ dẫn cho mình rất là kỹ. Thì đầu tiên là mình chọn được một cái topic, là mình chọn được một cái chủ đề. Khi mình chọn được một cái chủ đề ấy, mình phải viết một cái đoạn để chứng minh là cái chủ đề này quan trọng. Chủ đề này quan trọng thì nó chứng minh được một chuyện là nguyên một cái nghiên cứu của mình ấy nó hợp lý, đúng không? Nếu như đây không phải là một chủ đề quan trọng thì nghiên cứu của mình là sẽ không hợp lý. Tại sao bạn lại nghiên cứu một cái chủ đề nó không quan trọng? Đó, khoa học thì nó yêu cầu là phải logical luôn luôn, là phải tại sao, tại sao, tại sao. Đến đoạn này quan trọng này. Để làm cho cái findings, là cái kết quả nghiên cứu của mình ấy, nó valid, nó có thể ứng dụng được ấy, thì mình phải nêu rất rõ là cái background của cái research này ấy, nó là gì. Là nó ví dụ như là mình research ở Hồ Chí Minh thì là Hồ Chí Minh là gì, Việt Nam là gì, và cái thời điểm mà mình research là năm bao nhiêu và tại sao. Sau mình sẽ nêu ra những cái hạn chế của cái việc là mình chọn cái topic này, mình chọn cái Việt Nam này và Hồ Chí Minh này. Tiếp nữa là ở trong cái bài của mình á, có những cái giả định nào, mình phải nêu ra tất cả những giả định đó. Có nghĩa là mình phải nhận thức được, mình phải thừa nhận là bài của mình nó có những cái giới hạn, nó có những cái điểm thiếu sót và nó có những cái giả định ở trong đó. Để sau khi mình nghiên cứu và mình test xong tất cả data, mình chạy data xong đó, mình ra được kết quả. Ví dụ như mình ra được kết quả là findings ở chap 5, mình sẽ viết một đoạn mình nói là những cái nghiên cứu của mình ấy, những cái findings, kết quả nghiên cứu của mình nó có thể ứng dụng được cho những cái research khác như thế nào. Tuy nhiên mình lại lặp lại một cái giới hạn của cái findings này của mình nữa. Ví dụ như là cái findings, cái bài research này của mình á, nó nói về cái chuyện là những cái sales promotion á, những cái giảm giá ấy, thì nó ảnh hưởng như thế nào lên cái sự lựa chọn thương hiệu của người tiêu dùng. Và mình sử dụng phương pháp là định lượng để mình có thể đo lường được cái sự ảnh hưởng của sales promotion. Mình để cho bạn coi sơ qua luôn nhé. Đấy, các bạn thấy một bài IELTS writing test nó rất là baby so với lại những cái gì mà các bạn phải làm trong trường đại học á. Ok, ví dụ như là sau khi mình tìm ra được cái findings, mình chạy ra data xong nó sẽ ra những cái findings cụ thể, thì mình sẽ nhận xét về chính cái kết quả của mình. Thì mình nói là cái kết quả của mình nó rất là strong, rất là mạnh. Nhưng mình luôn luôn chèn một câu nè. Nhưng mà những cái future studies, là nếu như có bạn nào mà cũng nghiên cứu về lĩnh vực này ấy, thì người ta must là bắt buộc phải mở rộng cái dòng sản phẩm hơn nữa. Bởi vì trong cái nghiên cứu này của mình ấy, nó chỉ có 2 dòng sản phẩm thôi. Cho nên những cái kết quả mình đạt được chỉ áp dụng cho 2 dòng sản phẩm, hoặc là chỉ áp dụng cho những sản phẩm khác chung cái ngành của nó thôi. Còn nếu như mà để nghiên cứu cùng cái này ấy, thì những cái người khác, những cái người nghiên cứu khác bắt buộc, mình dùng chữ must, bắt buộc là phải mở rộng, diversify rất là nhiều sản phẩm trong nhiều ngành hàng khác nhau để có thể widen, đây có nghĩa là mở rộng cái spectrum, là cái phạm vi, cái phổ để có thể so sánh được. Là các bạn thấy nó là cái level cao nhất của critical analysis, là các bạn phải thực sự thu thập data. Ví dụ như phương pháp nè, phương pháp của mình là mình sử dụng survey để lấy data, và sau khi mà lấy data xong thì mình sẽ phân tích data. Có phải là ở trong kỳ thi IELTS writing ấy, các bạn được quyền fake evidence? Khi các bạn đưa ra một cái reason,
Một, các bạn giải thích cái explain cho reason đó. Các bạn đưa ra ví dụ, và cái ví dụ này chính là cái evidence cho bạn, cho cái reason một này của bạn. Thì các bạn nghe là các bạn được quyền fact, và trong IELTS các bạn được quyền fact là các bạn có thể nói là ở đất nước nào đó, ở Việt Nam là dân số những người từ 20 đến 30 tuổi thì có thói quen mua sắm như này, như này, như này. Tuy nhiên ở trong một cái academic paper thì các bạn không được fact, các bạn phải thực sự làm research và các bạn đưa ra kết luận để các bạn củng cố cho cái ideas và cái quan điểm của bạn. Cho nên là các bạn thấy được IELTS writing nó rất là baby chưa? Nó rất là baby. Chứ không phải nó là một cái gì quá to tát, nó còn to tát hơn cả cái chuyện học đại học. Không phải. Cái này là bước đầu tiên, step one để các bạn bước vào trường học đại học. Chứ không phải là ngược lại, ok? Vậy thì academic language, khi các bạn viết một cái academic paper thì bắt buộc ở trong cái paper của bạn phải đưa trong scope. Vậy thì IELTS writing task 2 á, nó ứng dụng cái scope này như thế nào? Nó ứng dụng là như thế nào? Mình lấy ví dụ nha. Khi mà bạn tranh luận là YouTube is the best streaming platform. Nếu như mà các bạn nói là YouTube nó là cái nền tảng streaming video tốt nhất, và sau đó các bạn đưa reason 1 của bạn là bạn đưa ra là bởi vì nó free, các bạn không bị trả phí. Cái reason 2 của bạn là dung lượng của nó rất là khủng. Cái thứ ba nữa là ở đây có rất là nhiều người xem. Cho nên các bạn kết luận là yes, YouTube is the best. Tôi đồng ý, YouTube là đỉnh nhất. Nếu như mà bạn đưa ra lý do này á, thì mình nói luôn cái TR của bạn maximum nó 7.0. Nó không bao giờ lên 8. Các bạn biết tại sao? Là bởi vì á, khi các bạn làm như này á, là cái bài của bạn nó không có scope, nó không có phạm vi. Mà không có phạm vi á, thì các bạn đang mắc một cái lỗi, đó là over generalize. Đây là lỗi của bên 7. Nếu như bạn có thể fix được cái lỗi này ở bên 7, mình đã có thể viết được một bài research như thế rồi. Nhưng mà sau một khoảng thời gian dài mình đi thi IELTS lại á, cái writing task 2 của mình á, là cái TR ở bên 7, cái mình bị hơi sốc nhẹ cái là tại sao lại như thế. Vì cái khoảng thời gian nó quá ngắn, cho nên là khi mình viết ấy, mình không đủ thời gian để mình có thể giải thích hết tất cả mọi thứ, phạm vi nào cho cái lập luận nào, phạm vi nào cho cái ý kiến nào của mình. Còn một cái bài research rất là dài, nó không bị giới hạn thời gian, thì chúng ta có thể thoải mái làm điều đó. Cho nên là nếu như bạn khả năng tiếng Anh của bạn rất tốt, khả năng lập luận của bạn rất tốt, nhưng nếu các bạn đi thi IELTS lần đầu tiên các bạn điểm không cao, các bạn cũng không phải lo lắng. Nó chỉ đơn giản là các bạn chưa hiểu được cái luật chơi của IELTS thôi. Và sau khi mình nghiên cứu lại thì cái TR của mình đã nâng lên 8, có nghĩa là mình đã fix được cái overgeneralize này. Cái TR của mình ở writing task 2 ấy, nó đã nâng lên 8. Tại sao không phải là 9? Bởi vì bài dài quá. Cái hôm đó mình đi thi task 1 của mình á, nó rất là dài, cho nên là mình đã quyết định là mình không cố nâng thằng TR lên 9. Để nâng lên 9 á, là khi các bạn nói là các bạn đồng ý về một thứ gì đó, mình lấy ví dụ như là YouTube các bạn đồng ý là cái best nhất, nhưng mà các bạn còn phải xem xét cái góc nhìn của cái người mà người ta nói là YouTube không phải là the best, và các bạn phải thuyết phục người ta là tại sao YouTube is the best, thì lúc này cái TR của bạn nó mới lên được 9 nha. Thì tùy cái ngày thi ngày hôm đó, nếu như các bạn nhắm là task 1 nó ngắn ấy, thì các bạn mới có thể đẩy điểm lên cao. Còn nếu như các bạn muốn điểm overall tốt ấy, task nào bạn cũng muốn đạt điểm ok, điểm đẹp hết á, thì các bạn phải chọn. Cho nên là nếu như các bạn đưa cái scope vào ngay cái chỗ này thì các bạn sẽ biến cái bài của bạn nó thành academic essay. Scope các bạn đưa vào như thế nào? Lúc này ấy, thì các bạn phải nói là nếu như chúng ta xét trên cái phương diện là chi phí phải trả cho cái việc là streaming videos thì YouTube is the best bởi vì nó miễn phí. Tiếp, nếu như chúng ta xét về cái chuyện là có phải mua storage, cái server để chúng ta trữ video không, thì YouTube is the best, nó miễn phí toàn bộ và nó unlimited cái storage luôn. Và nếu như chúng ta xét trên cái phương diện, cái góc nhìn, cái phạm vi là cộng đồng ở trên YouTube, thì rõ ràng YouTube is the best là bởi vì YouTube có rất nhiều người xem, mà bao nhiêu tỷ người sẽ dùng YouTube. Các bạn bắt đầu đưa con số vào, các bạn chứng minh điều đó. Vậy thì kết luận các bạn nói YouTube is the best in hoặc là within the scope of gì đó, thì lúc này cái bài của chúng ta nó sẽ không bị gọi là overgeneralize, chúng ta không có bị phóng đại hóa, chúng ta không bị quy chụp. Nè, nếu như nhá, mình đã trường hợp là nếu như mà chúng ta không đưa scope vào nhá. Ok, bạn là fan của YouTube, bạn nói là YouTube is the best. Thứ nhất bởi vì nó miễn phí, thứ hai là bởi vì unlimited storage, thứ ba là có rất là nhiều người xem và cộng đồng phát triển rất mạnh, nghĩa là video của bạn nó sẽ dễ viral ha. Bạn nói YouTube is the best. Mình không phải là một fan của YouTube, mình có thể phản bác đối bạn bằng cách là yes, not free, tôi đồng ý. Thứ hai, bạn không cần phải mua dung lượng,
tôi phải mua. Và ở trên này có rất nhiều người xem, đúng, tôi đồng ý. Nhưng mình sẽ nói nhưng, hoặc là however. Nhưng mà YouTube như thế nào, nó không bảo mật, nó không có private. Có nghĩa là tất cả những video mà bạn đăng lên ấy, người ta có thể download được hết. Kể cả là các bạn để video trong phần YouTube membership, thì các bạn vẫn download được. Có nghĩa là cái privacy của nó không có đỉnh bằng những nền tảng khác. Rõ ràng lúc này á, các bạn sẽ cãi mình là ủa nhưng mà tôi đâu có phải đăng một cái video gì đó nó quý báu hoặc là kinh khủng lắm đâu mà tôi phải bảo mật với nó. Làm gì, tôi chỉ làm vlog quay lại là hàng ngày tôi ăn tôi ngủ như thế nào thôi. Thì lúc này mình sẽ nói là ừ ok, vậy thì trong phạm vi là YouTube nó chỉ the best với những người như bạn thôi chứ. Còn đối với những người mà cần bảo mật bài học, vậy thì YouTube đâu phải là the best đâu. Những cái nền tảng khác bảo mật tốt hơn nó mới là the best chứ. Các bạn thấy chưa? Các bạn là thấy nếu như các bạn không đưa cái scope này vào, lúc này giám khảo họ đọc họ sẽ nói là cái best này là nó best với bạn thôi chứ đâu best với tôi. Cho nên khi chúng ta không đưa scope vào, bài của chúng ta bị gọi là quy chụp và bài của chúng ta nó sẽ không bao giờ trên 7 cả. Ở phần TR nha, mình đang nói là phần task response, tiêu chí task response của writing task 2. Mình chưa hề nói về vocab, grammar gì cả. Tại sao mình luôn luôn đề cập cái này task response? Bởi vì khi các bạn học IELTS hoặc các bạn học TOEFL ấy, tất cả những cái kỳ thi mà nó yêu cầu cái tiêu chí là logic ấy, chúng ta nên đầu tư vào tiêu chí này bởi vì nó sẽ áp dụng ở bất kỳ ngôn ngữ nào. Ở ngôn ngữ nào đi chăng nữa, tiếng Lào, tiếng Campuchia, Thái Lan, Nga, Đức thì các bạn cũng phải có khả năng lập luận logic chứ, đúng không? Ok, mình nghĩ là mình đã cover khá là đầy đủ và chi tiết về cái ngôn ngữ được sử dụng trong kỳ thi IELTS Writing và Speaking. Mình quên mất. Ok, còn một chỗ này nữa. Một điều rất quan trọng. Ở cái tiêu chí logical này nè, mình sẽ giải thích tại sao với bạn là tại sao speaking chúng ta có thể dùng idioms còn writing các bạn không được dùng idioms. Tại vì logical này nè, cái ngôn ngữ logical ấy, academic ấy, nó yêu cầu cái ngôn ngữ của bạn nó phải rất là rõ ràng, transparent, nó rất là rõ ràng, nó không được ẩn ý, nó không được ẩn dụ, nó phải rất là clear. Có phải là khi các bạn học IELTS Writing Task 2 ấy, các bạn được dạy là giữa các câu văn với nhau ấy thì các bạn phải làm rõ cái mối quan hệ giữa các câu văn. Ví dụ như câu nào là câu chủ đề, câu nào là supporting sentences, câu nào đóng vai trò là ví dụ, câu nào đóng vai trò là nguyên nhân, câu nào đóng vai trò là hậu quả, đúng không? Có nghĩa là mỗi câu bạn đưa vào ấy, bạn phải hiểu được là tại sao bạn đưa vào, chức năng của câu này trong đoạn văn này là gì, nó có hỗ trợ bạn ở làm cho cái line of reasoning của bạn. Line of reasoning là nguyên một cái hệ thống reasons của bạn luôn ấy, nó có gọi là càng ngày càng trở nên mạnh hơn không, gọi là nó strengthen, nó làm mạnh hơn cái line of reasoning. Vậy thì trong writing nó rất là nghiêm ngặt ở academic language, nó không chuộng cái việc là các bạn ẩn ý mà các bạn phải nói thẳng ra. Vậy thì speaking các bạn nên dùng idioms. Khi dùng idioms phải phù hợp hoàn cảnh là cái thứ nhất. Writing nên hạn chế dùng idioms. Còn nếu như các bạn có dùng idioms thì điểm vocab của bạn vẫn cao, vẫn là band 7.0, không cần phải lo lắng. Và các bạn hãy nhớ, trước khi kết thúc video này các bạn hãy nhớ, IELTS Writing và Speaking, cả cái kỳ thi IELTS này nó chuẩn bị, nó chỉ là một bước baby step, nó là cái bước chuẩn bị cho chúng ta đến một cái hành trình khó hơn và vui hơn. Đây không phải là toàn bộ tất cả mọi thứ. Ok, trước khi thật sự kết thúc video này, mình có một cái thông báo nhỏ đến từ Envy. Envy đã ra mắt một sản phẩm, đó là All Attack IELTS Reading, là do 100% mình biên soạn và trực tiếp dạy cho bạn. Và mình xử lý từng cái câu hỏi và từng đoạn văn luôn ấy, từng câu văn và từng đoạn văn như thế nào khi mình đi thi, và mình đạt 8.5 và 9.0 reading. Và cái video mình giới thiệu chi tiết cụ thể hơn về cái bộ All Attack IELTS Reading này ấy, các bạn sẽ được học những gì và sau khi học thì các bạn sẽ đạt được những gì, thì mình để link ở bên dưới nhé. Mình không publish video này bởi vì mình không muốn làm phiền tất cả các bạn. Video này chỉ dành cho những người muốn học trực tiếp với mình và muốn học nhiều hơn từ mình thôi. Cho nên là để đọc thêm thông tin, các bạn có thể truy cập website là envyielsclass.com. Mình sẽ gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo khi mà chúng ta tiếp tục giải quyết câu hỏi số 4. Mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao có một số người đi thi điểm cao ngay từ lần đầu tiên và tại sao có một số người học nhanh hơn chúng ta. Nếu như chúng ta có thể hiểu được những cái phương pháp học thật sự và những cái lý do tại sao những người khác họ làm được những cái điều đó nhanh như thế thì chúng ta cũng sẽ làm được. Mình sẽ chỉ cho các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy để lại nút like nha. Ok, bye. See you.